Mọi xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà nhà dân chuyển đổi công tác có gửi bên Nhà Tốt bán một căn nhà tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với ngõ trước nhà được khoảng tầm 2m2, cách đường ô tô một nhà là ra tới đường ô tô đi lại. Với cái căn nhà này thì được thiết kế và xây dựng năm 2020 quý vị ạ. Xây dựng 4 tầng 30m, sổ đỏ đầy đủ, có thể dọn đồ về ở ngay, giá bán rất là hợp lý. Giá bán em sẽ để ở dưới phần miêu tả, hướng nhà là hướng Tây Bắc. Thiết kế của ngôi nhà thì như thế nào, mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá. Với tầng 1, công năng sử dụng cho quý vị: một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Căn nhà này thuộc tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh đầy đủ tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, đi lại giao thông tương đối là thuận tiện. Với cái căn nhà, sổ sách pháp lý rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Căn nhà này thì cách với lại trường mầm non, tiểu học Yên Nghĩa nó phạm vi bán kính khoảng tầm 300m. Đi lại, tầng 1 đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Đó, phòng khách thiết kế cho quý vị. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Căn nhà này được xây dựng năm 2020 và hiện tại thì có như thế nào em sẽ quay và review chuẩn cho quý vị như vậy. Đây là phần không gian phòng bếp. Với phần tủ bếp của ngôi nhà hoàn thiện xong hết. Nói chung là nhà này là nhà cũ mà, cho nên là quý vị dọn đồ về ở được ngay, hệ thống điện, nước rồi mọi thứ đều đầy đủ hết cho quý vị. Giá bán thì em sẽ để cụ thể ở dưới phần bình luận để quý vị có thể tham khảo xem cái giá đấy như thế nào, và đặc biệt là có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Căn nhà này thì cũng ưu điểm đường nông ngõ thoáng, gần đường ô tô. Đó, hướng nhà là hướng Tây Bắc. Ngoài cái phần tầng 1 phòng khách, phòng bếp thì thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Căn nhà này hồ sơ điện nước lắp đặt đầy đủ hết rồi. Tay vịn cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ. Và mời quý vị theo chân Ngọc Anh lên khám phá cụ thể các tầng phía trên. Ngọc Anh đang đứng ở phần tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 thiết kế công năng cho quý vị: một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài. Với cái căn nhà này thì sẽ phù hợp cho quý vị đi làm ở đâu ạ? Nó sẽ phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm theo cung đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, đi làm theo trục đường quốc lộ 6 mở rộng, và phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, Hoài Đức, Chương Mỹ, Quốc Oai, Thanh Xuân đều rất là ok. Đây là phần không gian phòng khách, phòng ngủ của ngôi nhà. Còn đây là phần phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì tương đối rộng và thoáng, đầy đủ công năng, đầy đủ thiết bị vệ sinh sử dụng cho từng tầng. Đó. Với diện tích 30m², thiết kế 4 tầng. Nói chung là tương đối hài hòa quý vị ạ. Nói chung quý vị nào mà đang tìm nhà ở khu vực Yên Nghĩa thì cũng có thể tham khảo ngôi nhà này. Giá của nó hiện tại thì cũng tương đối là hợp lý. Mời mọi người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị tương tự như tầng 2, cũng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh ở quấy và cầu thang ở giữa. Nói chung nhà bán theo hiện trạng. Tất cả các căn mà Nhà Tốt quay review cho quý vị đến thời điểm hiện tại 100% sổ sách rõ ràng, pháp lý chuẩn chỉnh, căn nào cũng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Nhà có sao thì em nói như thế, nhà mới thì bảo là nhà mới mà nhà cũ thì bảo nhà cũ, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Nói chung là bán nhà theo hiện trạng. Tầng 3 đây tương tự như tầng 2. Phòng vệ sinh tương đối là rộng, có cả cửa sổ thoáng, đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa. Nói chung là thiết bị vệ sinh sử dụng cho từng tầng đều rất là ok. Và mời quý vị theo em lên tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và hiện tại em đang đứng ở phần tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 4 chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng để làm phòng thờ và một phần sân phơi. Đây, bán nhà theo hiện trạng, có sao thì chia sẻ cho quý vị là như vậy. Đó. Và đây là phần sân phơi. Với căn nhà 4 tầng, thiết kế 3 phòng riêng. Và cái căn nhà này thì chủ nhà có thiết kế thêm một cầu thang đi lên trên này mọi người ạ. Đây, em cũng sẽ quay gửi tới cho quý vị. Gọi là làm thêm một cái tum nữa. Để trên này làm sân phơi.
và chống nóng. Đây quý vị nhé, nói chung là cái phần tum này là thiết kế thêm. Quý vị muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn về căn nhà này cũng như là tư vấn về căn nhà khác, hỗ trợ quý vị tìm được những căn nhà ưng ý nhất cho gia đình mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.